Nam Mô Ni Phật. Kính bạch sư phụ, ở trong kinh Pháp Hoa có ví dụ tam giới giống như nhà lửa, chỉ có một cái cửa để ra vào. Kính bạch sư phụ, tại sao ví dụ cái nhà lửa mà chỉ có một cánh cửa để ra vào? Có nói là tam giới như nhà lửa thì có, cũng không có nói là chỉ có một cái cửa ra vào á. Nhưng mà bây giờ nói một cái cửa ra vào cũng được. Thì cái cửa đó là cái cửa nào á, biết không? Là sanh tử đó. Nếu mà không có ra được á thì cứ sanh rồi tử, tử rồi sanh á, thay châu bụng ngữ á, cứ không biết chung do cái bụng nào cũng không biết, cứ tiếp tục á, thì nói cái khổ á, chịu cái khổ sanh tử luân hồi cũng như mà ở nhà lửa vậy đó, thì thiêu đó. Bây giờ á, muốn ra cái nhà lửa đó thì phải giải quyết cái sanh tử luân hồi đó. Cho nên á, nói một cái cửa đó là cũng được á, tức là cái cửa mà sanh tử. Còn bây giờ á, Phật á, dạy mình cách tu á, thì nó tới 84.000 pháp môn á, cái cửa là nhiều lắm. Nhưng mà á, nói chung là một cái cửa cũng được. Rồi tam giới á là dục giới, sắc giới, do sắc giới. Bây giờ á, loài người, loài mà cầm thú á, đều là ở trong dục giới. Cho nên là cõi trời mà sao lốp á, sao lốp cõi trời thuộc về dục giới á, dục giới đó, nó là thuộc về cõi trời nhưng mà cũng còn thuộc về dục giới. Tại sao gọi là dục giới? Dục giới là còn có nam nữ á, dâm dục đó, cho nên gọi là dục giới. Rồi lên chỗ cõi trời á, sáu lớp hết trời đó, lên tới cái lớp thứ bảy á thì tới sắc giới. Sắc giới thì có cái sắc thân nè, nhưng mà không có phân biệt nam nữ nữa, không có sự dâm dục nữa. Thì sắc giới là 18 lớp. 18 lớp mà thuộc về sắc giới đó. Rồi á, 18 lớp cộng với cái 6 lớp dưới là thì là 24 rồi đó ha. Rồi tới cái lớp 25 á là cái bằng do sắc giới đó, nó có 4 lớp. Cái bằng cõi trời mà do sắc giới, tức là không có cái sắc thân rồi ha. Không có cái sắc thân này. Chỉ còn có cái lại gia thức á, thức thứ 8 á ha. Và phân nữa cái mà thức thứ bảy đó, bị cái thức thứ bảy nó chấp cái thức thứ tam á, là ta đó. Còn ta đó thì không có ra khỏi được cái sinh tử luân hồi đó. Thì bốn lớp mà cái bằng vô sắc đó cũng gọi là tư không á, tư là bốn đó. Cái lớp mà 25 á ha, thì á, cái thọ nó hai dạng á, hai dạng tuổi á, tức là 20.000 á, 20.000 tuổi ha. Tới lớp 26 á thì gấp bội á, tới 40.000 tuổi ha, nó thêm 20.000. Rồi á, lớp 27 á nó thêm 20.000 nữa là 60.000 tuổi. Rồi tới lớp chót đó
là 30.000 tuổi. À, 30.000 là 30.000 cái bằng đại kiếp. Yeah. Một đại kiếp là 4 trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là hơn 16 triệu năm á. Bây giờ á, đừng có nói hơn á, nói 16 triệu á ha. Ngừng cho tam mùi á là một đại kiếp. Rồi á, ngừng cho 80.000 nữa là cái tuổi thọ của cái lớp mà 28 đó, lớp cao nhất á, kêu bằng cái cõi trời mà phi tưởng phi tưởng á. Thì á, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, gọi là tam giới. Mà có người mà dịch là ba cõi á thì không được. Tại sao không được á? Tại á, nếu mà nói ba cõi á, cũng như cõi ta bà ha, cõi cực lạc hay là cõi này cõi kia ha, cũng có nói cõi á, nhưng mà không phải là tam giới. Tam giới chỉ là chỉ định là sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, hồi xưa kia đó, vì tôi cái tiếng Việt tôi chưa có dành á, ban đầu cái kinh Lăng Nghiêm á, thì có tôi là dịch là ba tam giới đó, sau người ta mà người Việt sửa lại ba cõi á, sau này tôi mới sửa lại nữa. Có hồi xưa thì không có sửa lại, nó cũng còn ấy, cũng như cái môi ên á, cũng có chỗ mà không có sửa lại á, cũng còn là nói là ba cõi. Đục đạo á dịch cho tiếng Việt là sao lường á, nhưng mà sao lường thì không được. À, bây giờ người Việt cũng quen, cũng đã quen thuộc là lục đạo đó ha, lục đạo luân hồi á, tao đã biết rồi. Bây giờ nói sao lường cũng như sao con đường á thì nó cái nghĩa khác rồi. Thì mấy cái này đó có người mà dịch nên tôi kêu dịch trở lại á, nó là phải lục đạo chứ cần đừng có dịch mà sao lường nữa ha. Bây giờ nói là tam giới thì đúng rồi ha. Thì á, tam giới á, ở sống ở trong tam giới á, cái khổ cũng như mà ở nhà lửa vậy đó. À, cho nên là tam giới nhà lửa, mà chỉ có một cái cửa ra vào là cái cửa sanh tử đó.